Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vũ Vinh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình hoàn trả phụ huynh những khoản thu sai quy định. Hải Dương, chính quyền thờ ơ trước vi phạm hành lang đường sông. Bắc Ninh phát triển thương hiệu lúa nếp cái hoa vàng. Trồng hoa nhài cho thu nhập cao tại xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Thời gian qua, hiệu quả kinh tế từ một số loại cây có múi cao gấp từ 2 đến 3 lần so với các loại cây trồng khác và cao vượt trội so với cây lúa, nên nhiều hộ nông dân đang có xu hướng chuyển đổi đất lúa sang trồng cây có múi. Tuy nhiên, việc chuyển đổi này phải thận trọng, nếu không sẽ xảy ra tình trạng cung vượt cầu, không có thị trường tiêu thụ. Trên địa bàn huyện Cẩm Giang có hơn 20 ha trồng cây có múi, trong đó chủ lực là cam. Hầu hết các vườn cam có quy mô nhỏ tập trung ở các xã Kim Giang, Cẩm Đoài, Cao An, Cẩm Vũ, Tân Trường. Việc chăm sóc đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, kết hợp với kinh nghiệm tưới nước đỗ tương ngâm với cá nên cho chất lượng tốt. Tuy nhiên giá cam không ổn định như những năm trước. Trước thực tế này, địa phương đã có những định hướng phát triển cây trồng có múi. Hiện toàn tỉnh có gần 2.000 ha trồng cây ăn quả có múi, trong đó diện tích trồng cam canh, cam vinh hơn 500 ha trồng tập trung ở thành phố Chí Linh khoảng 220 ha, thị xã Kinh Môn 100 ha và rải rác ở mỗi huyện khoảng 20 đến 50 ha. Các hộ trồng cam đã biết tự điều phối thời vụ thu hoạch và tự thị trường tiêu thụ. Trong điều kiện thời gian gần đây, diện tích trồng cam trên địa bàn cả nước tăng cao, trong khi thị trường xuất khẩu loại quả này của Việt Nam chưa có. Chính vì vậy, việc chuyển đổi từ đất cấy lúa sang trồng cam cần phải thận trọng, đặc biệt cam là loại trồng phụ thuộc nhiều vào điều kiện thổ nhưỡng. Thực tế, tại một số địa phương sau nhiều năm trồng, đến nay không ít hộ gia đình đã phải phá bỏ bởi điều kiện chất đất không phù hợp nên chất lượng kém, giá trị kinh tế không cao. Ngành nông nghiệp Hải Dương khuyến cáo các địa phương cần thận trọng khi mở rộng diện tích trồng cây có múi, nhất là đối với cây cam nhằm tránh tình trạng cung vượt cầu, được mùa thì mất giá. Với chi phí đầu tư thấp, trồng hoa nhài tại xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên mang lại thu nhập cao gấp 7 đến 8 lần so với cấy lúa. Xã Trung Hưng hiện có khoảng 8 ha trồng hoa nhài, tập trung chủ yếu tại thôn Trung Đạo. Hoa nhài là loại cây dễ trồng, nếu chăm sóc tốt có thể cho thu hoạch ngay từ năm đầu tiên gieo trồng. Mùa thu hoạch bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10 âm lịch, trung bình cho sản lượng 4 tạ hoa tươi một sào. Để hoa có chất lượng tốt nhất, người dân phải hái vào buổi chiều, nếu thời tiết quá nắng, nụ hoa bé lại rất khó để hái. Hiện tại, hoa nhài được công ty Dụ Thành đóng trên địa bàn xã Trung Hưng thu mua với giá 46.000 đồng một kg. Trừ chi phí chăm sóc, mỗi sào hoa nhài mang lại nguồn thu nhập từ khoảng 14 đến 15 triệu đồng một năm. Từ nhiều năm nay, thương hiệu gạo nếp cái hoa vàng xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã được người tiêu dùng khắp nơi ưa chuộng bởi đặc tính dẻo thơm đậm đà. Để xây dựng và phát triển thương hiệu gạo nếp cái hoa vàng Việt Gáp bền vững, hiện nay chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn không chỉ tổ chức phục tráng hạt giống mỗi năm, nâng cao chất lượng sản phẩm, mà còn đưa ra nhiều giải pháp nhằm phát triển thương hiệu cho loại nông sản này, với mong muốn đưa sản phẩm rộng rãi đến người tiêu dùng cả nước. Theo ngành chức năng huyện, gạo nếp cái hoa vàng Yên Phụ hiện là một trong số 27 sản phẩm nằm trong chương trình mỗi xã phường thị trấn một sản phẩm tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019-2020. Định hướng đến năm 2030 nhằm phát triển sản xuất các sản phẩm truyền thống đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Vì vậy, huyện Yên Phong luôn chú trọng quan tâm việc xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản này, qua đó góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, bảo vệ môi trường. Cùng với đảm bảo chất lượng giống nếp cái hoa vàng cổ của địa phương, huyện Yên Phong cũng như các ngành chức năng đã và đang đẩy mạnh liên kết 4 nhà, nhà nông, nhà nước, nhà khoa học và nhà kinh doanh, qua đó góp phần tìm đầu ra ổn định với nguồn lợi nhuận tương xứng với giá trị sản phẩm và tạo trụ đứng vững chắc cho gạo nếp cái hoa vàng Yên Phụ trên thị trường trong nước và quốc tế. Thời tiết chuyển mùa, sức đề kháng của đàn gia cầm kém, dễ lây nhiễm và bùng phát dịch bệnh. Để bảo vệ tổng đàn gia cầm 13 triệu con phục vụ nhu cầu thực phẩm cuối năm, Chi cục Thú y tỉnh Hải Dương và các hộ chăn nuôi đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch gia cầm với phương châm không để vật nuôi bị nhiễm bệnh. Thời điểm này, Chi cục Thú y tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các trung tâm dịch vụ nông nghiệp bám sát cơ sở, kiểm tra tại các hộ chăn nuôi. Khi phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ của bệnh cúm sẽ lấy mẫu xét nghiệm. Nếu kết quả dương tính sẽ thực hiện các biện pháp dập dịch tránh để lây lan. Để đảm bảo
tránh bùng phát cái dịch bệnh cúm gia cầm trên đàn vật nuôi thì đề nghị các địa phương thực hiện tuyên truyền tốt về các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Các chủ trang trại thì thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng 2 lần trên tuần, thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine, đặc biệt đối với loại vaccine cúm gia cầm. Thứ nữa đó là bổ sung các khoáng vitamin, đặc biệt là những ngày mà thời tiết chuyển gió mùa hoặc là thay đổi thời tiết. Để phòng chống bệnh cúm gia cầm và một số bệnh nguy hiểm khác trên đàn vật nuôi trong dịp cuối năm, Chi cục Thú y Hải Dương đã cấp phát gần 6.400 lít hóa chất cho các xã, phường, thị trấn phun tiêu độc khử trùng môi trường, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, giết mổ gia cầm và lấy mẫu giám sát khử trùng virus cúm gia cầm khác tại các nơi buôn bán gia cầm sống và cơ sở chăn nuôi nhằm phát hiện sớm để có biện pháp xử lý kịp thời, không để lây lan dịch bệnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến việc lạm thu của trường tiểu học và trung học cơ sở Vũ Vinh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình mà Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Bình phản ánh trên sóng trong thời gian gần đây. Đến nay, đơn vị này đã trả lại phụ huynh học sinh một số khoản thu sai quy định. Sau phản ánh của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình, trường tiểu học và trung học cơ sở Vũ Vinh đã họp ban chi ủy, họp giáo viên nhà trường và đại diện hội phụ huynh học sinh để trả lại phụ huynh học sinh hai khoản thu. Sau khi tin phát sóng của Đài Truyền hình Thái Bình thì nhà trường đã nghiêm túc tiếp thu. Chúng tôi đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến thế và đã mở các cái cuộc họp. Chúng tôi đã quyết định là dừng cái nội dung xã hội hóa của năm học 19-20 này. Bản thân tôi có con học tại trường ấy, cũng đã nhận lại được cái khoản thoái thu của ban phụ huynh là 150.000 tiền ngày công đưa trẻ đến trường ạ. Ngoài ra thì một số phụ huynh khác cũng đã nhận lại được tiền xã hội hóa là 170.000. Qua sự việc này, Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Thư yêu cầu Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Vũ Thư khẩn trương có biện pháp để xử lý nghiêm trách nhiệm của trường tiểu học và trung học cơ sở Vũ Vinh, đồng thời nghiêm túc chấn chỉnh quản lý thu chi của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương vừa có văn bản hướng dẫn giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm tránh hình thức. Trong văn bản hướng dẫn, Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu sáng kiến kinh nghiệm phải thể hiện tính mới, tính sáng tạo, hiệu quả, khoa học và sư phạm, bảo đảm tính pháp lý, chưa từng công bố trên sách báo. Đó là một trong những nội dung quan trọng trong hướng dẫn. Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục triển khai hướng dẫn viết sáng kiến và hướng dẫn cán bộ giáo viên tự nguyện đăng ký viết sáng kiến năm học 2019-2020. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có trách nhiệm rà soát, xác nhận sáng kiến của đơn vị sau khi có ý kiến thống nhất của tổ chuyên môn và gửi về Sở Giáo dục Đào tạo đề nghị công nhận cấp cơ sở. Phần tóm tắt sáng kiến cần tập trung vào các nội dung, hoàn cảnh nảy sinh, điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng, chỉ rõ tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng, khẳng định giá trị, kết quả đạt được, đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến. Phần mô tả sáng kiến ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng về các bước thực hiện, điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến. Những năm qua, ngành y tế tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực cán bộ, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các trung tâm y tế tuyến huyện. Qua đó tạo điều kiện cho người dân tại đó có cơ hội được tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ y tế chất lượng, hạn chế chuyển tuyến điều trị không cần thiết. Ghi nhận tại huyện Lương Tài. Cùng với việc nâng cao chất lượng y tế tuyến huyện, xác định y tế cơ sở là một trong những tiêu chí quan trọng của huyện nông thôn mới, đồng thời thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Những năm qua, cơ sở vật chất trang thiết bị của các trạm y tế xã cũng được đầu tư đồng bộ hiện đại theo chuẩn của Bộ Y tế. Đến nay, 100% các xã đều đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020. Ngoài việc thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, 100% trạm y tế các xã cũng đã tiếp nhận điều trị và quản lý tốt bệnh nhân tăng huyết áp tại trạm, thực hiện khám bảo hiểm y tế cho người dân trên địa bàn. Tuyến y tế cơ sở đã thực hiện tốt chức năng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Làm tốt y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe cho người dân ngay từ tuyến đầu đang là một trong những chủ trương lớn của ngành y tế. Chính vì vậy, bên cạnh việc chuyển giao các kỹ thuật cao từ tuyến tỉnh về tuyến huyện là một hướng đi đúng cần tiếp tục phát huy, mặt khác cần tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực của các trạm y tế cơ sở. Bởi đây được coi là nền tảng xương sống của hệ thống y tế, người gác cổng của hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Trước tình hình bệnh truyền nhiễm và kháng thuốc kháng sinh gia tăng, việc phòng chống bệnh tật trở nên vô cùng quan trọng. Trong đó, thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng và nước sạch là biện pháp phòng bệnh đơn giản nhưng vô cùng hữu hiệu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, rửa tay là liều vaccine mạnh nhất chống lại bệnh tật. Kết quả nghiên cứu cho thấy rửa tay sạch sẽ thường xuyên sẽ làm giảm tới 35% khả năng lây truyền vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy, làm giảm đáng kể tình trạng nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp từ 19 đến 45% và phòng ngừa rất hiệu quả căn bệnh tay chân miệng ở trẻ em. Tại Hưng Yên, hoạt động rửa tay với xà phòng được phát động từ năm 2014. Năm 2018, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tổ chức hơn 30 lớp tập huấn, truyền thông dưới nhiều hình thức với gần 1.500 người đại diện các ban ngành, hộ gia đình tại 29 xã điểm tham gia. Với sự vào cuộc tham gia của các ban ngành, các tổ chức xã hội, các em học sinh và mọi tầng lớp nhân dân, thì hoạt động rửa tay với xà phòng, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường đã và đang góp phần quan trọng trong việc đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe con người. Tháng cao điểm Quỹ vì người nghèo được phát động thực hiện từ ngày 17 tháng 10 đến hết ngày 18 tháng 11 năm 2019. Đến nay, Quỹ đã nhận được sự ủng hộ tích cực của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức. Tính đến nay, tháng cao điểm Quỹ vì người nghèo tỉnh đã nhận được sự ủng hộ của trên 60 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và 10 huyện, thị xã, thành phố và cấp xã. Tổng số tiền nhận được là trên 2,7 tỷ đồng. Trong đó, một số đơn vị đóng góp nhiều như huyện Văn Lâm 200 triệu đồng, huyện Phù Cừ 170 triệu đồng, huyện Tiên Lữ 160 triệu đồng, tổng công ty Mai Hương Yên, công ty cổ phần 50 triệu đồng. Quỹ vì người nghèo được vận động nhằm mục đích chia sẻ giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn vượt khó ổn định cuộc sống. Mặc dù đã có nhiều giải pháp ngăn chặn, song hiện nay trên thị trường, việc bày bán tràn lan hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhái, hàng trốn thuế đang diễn ra phổ biến và ngày càng phức tạp. Khảo sát thực tế trên thị trường cho thấy hiện nay, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhái, hàng trốn thuế có mặt ở rất nhiều phân khúc của thị trường, từ các mẹt hàng tạp hóa ở các phiên chợ nông thôn đến hè phố các đô thị, thậm chí len lỏi trà trộn vào cả những siêu thị, trung tâm thương mại lớn của tỉnh. Tại các chợ và các cửa hàng tạp hóa ở thành phố Hưng Yên và huyện Phù Cừ, không khó để tìm mua những sản phẩm mang nhãn hiệu sản phẩm nước ngoài, nhưng không có tem nhập khẩu cũng như hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, không rõ nguồn gốc xuất xứ, như nước giặt của Thái Lan, sữa bột của Nhật, Đức, Nga và nước gạo của Hàn Quốc. Nước gạo của gì đấy? Của Hàn. Không có hướng dẫn là sao? Không anh ơi. Sao không có hướng dẫn hả? Em chỉ nhập về thôi chứ còn bây giờ... Nhập á? Anh tưởng nhập nó phải có hướng dẫn chứ. Không ạ. Tem hàng nhập đâu ấy. Em không có. Tại tôi sao? Bây giờ em lấy hàng không có, bây giờ anh có hỏi em tại sao? Nhập khẩu ở đây hả? Vâng, sao của Nga chứ. Tại sao nó không có tem phụ à? Không, chả có cái tem tung gì cả, nó chỉ có như thế này thôi đấy, em đi buôn nó chỉ thế. Tại huyện Khoái Châu và thị xã Mỹ Hào, hàng chục chủng loại sản phẩm, trong đó có nhiều sản phẩm liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng, hiện đang được bày bán tại nhiều điểm kinh doanh trên thị trường, không có nguồn gốc rõ ràng và được giới thiệu là hàng xách tay, không qua bất cứ một khâu kiểm tra kiểm soát nào của các cơ quan chức năng như mì chính, mỹ phẩm, nước giặt, bánh kẹo và nước gạo. Hàng là nước ngoài 100% luôn. Ai mà sách tay nắm đấy. Nhà chuyên làm của Hàn Quốc. Đây là hàng này là hàng trốn thuế, còn hàng này phải đánh thuế. Rồi, đúng rồi. Đúng không ạ? Đúng. Hàng này là 40.000. Hàng này 52.000. Thực trạng hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường đang diễn biến rất phức tạp. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là quá trình kiểm soát hàng hóa vẫn còn lỏng lẻo, các đơn vị chức năng chưa phối hợp chặt chẽ. Thống kê từ đầu năm đến nay, các đội quản lý thị trường đã kiểm tra phối hợp với các lực lượng chức năng, kiểm tra phát hiện 48 trường hợp vận chuyển kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hàng hóa vi phạm có tổng trị giá gần 430 triệu đồng và đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Trước tình trạng trên, thiết nghĩ các cơ quan chức năng nói chung và Cục Quản lý Thị trường tỉnh cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, đồng thời có giải pháp chống thất thu thuế. Mới đây, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Bình phát hiện bắt giữ xe ô tô tải vận chuyển hơn 54.000 bao thuốc lá nhập lậu. Tại đường 10, khu vực Cầu Nghìn, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, lực lượng công an phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 29H09698 do tài xế Hoàng Hữu Tuân, sinh năm 1983, trú tại xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang điều khiển, đang vận chuyển hàng hóa trái phép.
Tiến hành khám xét, phát hiện trên xe vận chuyển 110 thùng và bao tải chứa hơn 54.000 bao thuốc lá nhãn hiệu 3 số 5 do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe đã không xuất trình được bất kỳ giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc số thuốc lá trên. Lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và toàn bộ số thuốc lá trên để xác minh làm rõ vụ việc. Mới đây tại quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc thành phố Bắc Ninh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức ngày hội Thanh niên hành động chống rác thải nhựa. Thực hiện thư ngỏ của Thủ tướng Chính phủ về chống rác thải nhựa vì một Việt Nam trong lành, phát triển bền vững, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước đã tích cực cùng các cấp các ngành thường xuyên liên tục tuyên truyền tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh thiếu nhi về phong trào chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường sống và bầu khí quyển. Nhiều phong trào mô hình và hình thức hoạt động đã tạo được dấu ấn, góp phần xây dựng môi trường xanh sạch đẹp tại cộng đồng dân cư. Điển hình như tổ chức đồng loạt các ngày Chủ nhật xanh trên toàn quốc, chiến dịch Hãy làm sạch biển, cuộc thi thách thức để làm thay đổi nhằm vận động đoàn viên thanh thiếu nhi cả nước tình nguyện bảo vệ môi trường bằng các hoạt động thiết thực, xóa điểm đen rác thải thành điểm sáng xanh sạch đẹp. Để góp phần giải quyết vấn nạn ô nhiễm trắng, mỗi đoàn viên thanh thiếu nhi cần gương mẫu đi đầu trong việc hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa một lần, gương mẫu thực hiện tái sử dụng các sản phẩm nhựa và thực hiện phân loại rác thải nguồn, là hạt nhân kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động chống rác thải nhựa. Tại lễ phát động, ban tổ chức chương trình thực hiện nghi thức cam kết thực hiện mô hình chợ dân sinh giảm rác thải nhựa và mô hình chung cư hạn chế rác thải nhựa. Trong khuôn khổ ngày hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích và 3 giải phong trào cho các tập thể cá nhân có tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi chung kết Hành trình thứ 2 của lốp xe cho các tập thể cá nhân. Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ bảo vệ môi trường, đồng thời trang bị cho người dân các kiến thức, kỹ năng về phân loại rác, Ủy ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định và Hội Nông dân tỉnh đã chọn xã Hải Lý làm nơi xây dựng mô hình điểm về phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón tại hộ gia đình. Hải Lý là một trong 6 xã của huyện Hải Hậu chưa có lò đốt rác. Rác thải được tập kết về bãi chôn lấp tập trung dẫn tới dồn ứ rác, gây ô nhiễm những khu vực xung quanh và phát sinh những lo ngại về sức chứa của bãi chôn lấp rác trong tương lai. Bằng nguồn vốn hỗ trợ mô hình phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón tại hộ gia đình, Ban Quản lý Dự án của Hội Nông dân tỉnh đã hợp đồng với Công ty Đầu tư Nông nghiệp Công nghệ Cao và Công ty Cổ phần Công nghệ Vi sinh và Môi trường mua 112 thùng ủ rác thải hữu cơ và 360 gói chế phẩm. Cùng với Ban Điều hành xã Hải Lý, bàn giao cho 112 hộ tham gia thực hiện mô hình. Sau hơn một năm triển khai thực hiện, mô hình phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón tại hộ gia đình bước đầu đã thu được những kết quả tích cực, đã giảm thiểu từ 50 đến 70% tổng lượng rác sinh hoạt thải ra môi trường, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các hộ tham gia, góp phần bảo vệ môi trường trong sạch và có đóng góp tích cực vào xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển ở địa phương. Từ nhiều tháng nay, trên tuyến sông Kim Sơn qua địa bàn thôn Trung, xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, tồn tại vi phạm hành lang đường sông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng chảy, gây mất mỹ quan cho các phương tiện tàu thủy. Vật liệu xây dựng, cọc tre, cọc bê tông nằm ngổn ngang bờ phải sông Kim Sơn được tập kết. Không những vậy, mặt đê bối phòng chống lũ còn bị sàn hạ thấp, quây phên nứa, lấn chiếm ra lòng sông, đóng cọc, lấn chiếm hành lang đường sông để làm nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy, tiềm ẩn tai nạn đối với các phương tiện tàu thủy khi đi qua. Những hành vi vừa nêu đã gây ra tình trạng sạt lở đê, mất an toàn khi thời tiết mưa bão. Như hiện tại thì qua cái khảo sát và vị trí vi phạm đấy thì cái đối tượng vi phạm lấn chiếm đã là san lấp đến 10 mét tính từ cái bờ tự nhiên ra đến ngoài bờ sông. Đấy, cho nên là chúng tôi cũng rất là muốn là kiến nghị các cái cơ quan ban ngành là phối hợp làm sao để tích cực là để mà xử lý và coi thế là khôi phục lại được cái nguyên trạng ban đầu, chứ không thể để cái này có những cái đối tượng khác có thể là manh nha, có thể tiếp tục là vi phạm ở những cái điểm khác nữa. Mặc dù những vi phạm đặc biệt nghiêm trọng đe dọa trực tiếp đến an toàn đê điều đã được cơ quan chức năng của tỉnh phát hiện từ ngày 10 tháng 7 vừa qua, khi hộ dân mới bắt đầu san lấp, đóng cọc tre và đã giao cho Ủy ban Nhân dân xã Tráng Liệt và huyện Bình Giang xử lý theo quy định. Tuy nhiên, địa phương không xử lý và người vi phạm tiếp tục đóng hàng chục cọc bê tông xuống lòng sông. Trong khi đó,
địa điểm xảy ra vi phạm chỉ cách trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Tráng Liệt chưa đầy 500m. Thế nhưng, khi làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã cũng chỉ biết duy nhất thông tin đối tượng vi phạm là người ở thành phố Hải Phòng. Ngay lúc ban đầu khi bắt đầu họ đóng cọc tre, không phải cọc bây giờ, là Ủy ban Nhân xã đã phát hiện rồi. Đấy, cho nên là hôm qua là họp ở ngoài huyện là chỉ có chỉ đạo cái việc là dùng để biện pháp để giải tỏa thôi. Xin lỗi, tôi biết là cái lúc mà đã phát hiện là đóng cọc tre, tại sao ngay với không ngăn chặn để họ đóng cọc? Báo cáo với cả các ông rằng là không phải là không ngăn chặn mà có ngăn chặn đấy ạ. Nhưng nó cứ lợi dụng vào thứ bảy chủ nhật, thế cho nên là nó mới đổ đất vào cái khu vực đó. Để xảy ra vi phạm hành lang đường sông là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, từ khi phát hiện hành vi lấn chiếm phá hoại công trình đê điều trên sông Kim Sơn đến nay đã 4 tháng, nhưng vẫn chưa được Ủy ban Nhân dân xã Tráng Liệt và huyện Bình Giang xử lý dứt điểm. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.